Hello mọi người, lại là tôi, Mai Mai nè. Chúc mọi người đầu tuần tràn đầy năng lượng nha. Vậy là đã một tuần trôi qua nữa rồi. Sorry mọi người, vì Mai đã công bố kết quả minigame muộn một ngày rồi. Kênh của Mai cũng đã đạt hơn 10.000 người đăng ký rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ là kết quả của minigame nè. Bạn đầu tiên tên là Nga 22 nè. Bạn đó đã có câu trả lời rất là đúng luôn nè. Chúc mừng em. Bạn thứ hai may mắn có tên là Helen Chan. Bạn đã có câu trả lời rất là chính xác nè. Chúc mừng em. Bạn may mắn tiếp theo có tên là Văn Vũ Thị hả? Không biết mày đọc tên đúng không nữa. Bạn đã có câu trả lời rất là chính xác nè. Và còn có thêm những lời chúc rất là ý nghĩa nữa. Cảm ơn em nhiều nha. Bạn may mắn cuối cùng là ai đây? Chúc mừng em bé Cute. Câu trả lời rất là chính xác luôn nè. Mà còn có thêm một lời chúc rất là thực tế nữa. Chúc chị sớm đạt 20.000 sub ạ. Và vậy là hết rồi. Chúc mừng tất cả các bạn đã nhận được quà nha. Và cũng chia buồn với các bạn chưa may mắn nhận được quà nè. Nhưng mà không sao, Mai sẽ mở thêm nhiều minigame hơn nữa cho các bạn tham gia. Mong là lần sau mọi người sẽ may mắn hơn nè. Và cũng cảm ơn mọi người đã giúp Mai sớm đạt 10.000 sub nha. Hy vọng là chặng đường tiếp theo mọi người sẽ luôn đồng hành cùng Mai. Nhớ nhấn like, đăng ký và ấn nút chuông để là người đầu tiên xem video khi Mai ra tập mới nha. Bye bye mọi người.